mời quý khách vô, mời vô mà cười mừng. Mời quý khách vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. 30 mấy ngàn một bụng thôi, 30 mấy ngàn một bụng, mời quý khách vô. Của tao, sao cái khách của tao? Nhà vườn mình làm ăn kiểu này thấy ngại quá. Có nhà không Phong ư? Phong nhà sư. Kìa chú Sáu à. Ông nhà con á, ổng kẹt xe pháo gì ngoài nhà văn hóa rồi chú. Vào nhà uống nước chú. Ôi, ngồi ngoài vườn bay nó mát mẻ, không khí trong lành hơn. Mà bay nói nó đi đâu mà bị kẹt xe? Trời ơi, xe đây á là xe pháo ngựa đó chú. Thì dạ là rồi. Chú, uống nước đi chú. Mà bữa nay chú qua chú kiếm ảnh có chuyện gì không? Ôi, vợ chồng bay tốt trước ha, được ông bà để lại một cái căn nhà xinh đẹp quá và một mảnh vườn, thấy không, cây trái xung xê, không lo làm du lịch đi con, thuận tiện lắm đó. Dạ. Hình như ảnh về tới kìa. Hình như là nó đó. Mà nó làm gì mà kia vậy cả? Hình như là cái vụ gì đó. Mày chưa kêu đang dùng xe đi từ hồi sớm tới giờ đấy chú. Quá thằng này bắt xe, xe đã chạy lạc, bắt pháo đầu pháo chạy về cung. Anh đó em đoán thử con gì, nó không cánh mà bay càng bay xa. Nói giờ mới chịu về. Tôi đố bà xã cái con đó con gì đó. Vậy ạ, thì con á. Con ngựa phải không ngoại? Ủa, chứ sao? Thắng được mấy ván mà con cái mặt tươi rối à. Chú Sáu ơi, thắng thua là chuyện bình thường, giải trí cho nó sẵn thái đầu óc thôi mà chú. Chú Sáu qua lâu chưa? Qua nãy giờ uống cũng gặp hết bình trà rồi đó con. Dạ. Em ơi, dạ. Em pha cho anh thêm một bình trà thật quạo nha, để anh chú Sáu hàng viên tâm sự. Dạ. Con mời chú Sáu vào nhà. Ôi, ngồi ngoài vườn bay nó mát mẻ, không khí nó trong lành hơn. Có chỗ nào mà thơ mộng mát mẻ bằng cái vườn nhà của thằng Phong nhà xưa này nữa. Mới về hả con? Má để con. Mà ba má cho ông Sáu biết chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy con? Con kể ông nghe một chuyện. Ngồi xa tới với tờ châu, cả gia đình rất thương lên. Con đôi đánh nhau nữa đó, chuyện gấp mất mà ba ca. Con gái cưng của má nói vào phụ má nấu cơm nè con, tức lên mổ hồng. Con gái của mày càng lớn càng đẹp ra mà dễ thương. Dạ con mời chú Sáu ngồi uống trà. Ngồi đi Phong. Đâu mày chốt lại cái chuyện làm du lịch như thế nào rồi cho tao biết ý kiến rồi nè. Chú Sáu ơi, cái việc khách Tây khách ta ở nhà mình á, cứ tranh giành mồi cò kiết, giá cả trôi giá nổi phức tạp. Thôi đi chú, không có hôm stay hôm tiết gì hết á. Chú cũng nghe còn làng nó mới nói rồi đó. Không à, mình làm du lịch đúng chủ trương, thấy không? Văn minh có tầm, cây dòng sông sinh thái ở trên đất cụ lão quê mình. Dân tình làm ăn tử tế.
Miệt vườn á, cái khó nhất á là mình phải biết phục vụ khách ra làm sao. Ôi Phong ơi, con không nhớ ông bà mình có câu hay sao? Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nghề giải nghề mà không lo gì cái chuyện đó con. Sao ơi, con thấy bây giờ mấy nhà vườn mình á mở du lịch, cứ muốn mấy ông xe ôm á lâu kéo khách ăn quê hồng, điểm nào cũng có chả giò, gà luộc, cá chiên xù. Cứ như vậy á là nhàm chán, khách đến một lần cái đi tốt luôn rồi đó chú Sáu à. Đó là cái kinh nghiệm khi làm du lịch homestay đó con, thấy không? Mình làm du lịch á phải quy mô, phải mới mẻ hơn người ta. Quy mô? Quy mô cỡ nào hả chú? Quy mô ở đây là phải có tầm, có tâm, thấy không? Lịch sự văn minh một cách đàng hoàng, vừa lòng khách đến mà vui lòng khách đi, không giành giật, giá cả phải hợp lý. Ai ca trong đó có phải chú Sáu không? Chú Sáu sao quên lần không nhà xưa đâu rồi? Tao qua nè Phong ơi, vì nghĩa tình không giao rễ. Vô đây uống trà tư tình ơi. Vô liền. Mới sáng sớm sao mà hai cái giò xà nẻo vậy? Từ bước vào. Ôi nó vào có nổi ở đâu mà mày mời nó vào uống trà. Không, mày không thấy hai cặp giò nó dính nẻo lại với nhau sao? Sao vậy tư tình? Mới sáng sớm mà hai cái giò mày nó cứ chùm nhúm với nhau vậy tư tình. Chưa sao với cái tên con mà tư tình mà tình làng nghĩa xóm. Đúng thật rồi. Ra hồi sáng giờ mới có ba trận với nhiêu trời. Wow. Hết thôi rồi, coi qua đầy tháng, hết đầy tháng, tán qua cái lục tuần, hên là hai cái giò con nó còn dính vậy. Nếu mà nó không dính vậy, còn nó bẹt ra vậy là... Có sao không vậy? Có sao hả mày? Thì nó sụn bài kè luôn chứ sao? Ở chú Sáu. Chú qua đây để bàn với Phong cái chuyện mà xây hôn thay hôn tay gì đó phải không? Ừ, sao mày biết? Cũng vì chuyện đó mà tao qua đây tao gặp nó đó. Phong! Làm liền đi Tinh! Làm đi! Ngon lắm! Anh làm đi! Gì vậy? Nói thiệt với Phong nha. Nếu mà anh được ông bà để lại cái nhà xưa như em, cái vườn trái cây rộng như em, thì xin lỗi không có tới em đâu. Không! Làm đi! Ngon lắm! Vô cái tật liền đó em. Là sao? Trời quá vợ tôi hỏi Phong nè. Không, khách du lịch tới đây có phải là người ta có tiền không? Đó, người ta có tiền, người ta tới chơi. Người ta tới chơi, người ta ăn ở đây, người ta uống ở đây, người ta nghỉ ở đây. Thì lúc đó mình có cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Bầm 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 áo. Bầm 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 áo. Bầm 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 áo. Thằng này là chặt là chém chẳng phải không? Biết rồi còn hỏi. Vậy thì người khác làm đi, để cho tôi đứng yên ở bên ngoài mày nhé. Người đang vào thêm hơn cho vừa lòng khán giả. Chúng ta thấy như tận tình đâu có mặt đây là bước đầu. Chẳng đông nhà vườn nào có đủ điều kiện phát triển được nghề. Bất cần khách đến rồi đi không hề quay gót, cũng vì lợi nhuận suy nghĩ như anh tư. Thấy chưa, ra
với vợ chú nè, con chú nè, biết cơ hội để làm giàu, mà ngược lại thì chú... Còn tôi sao? Còn tôi không biết ham tiền phải không? Anh ra hỏi thử nắm mồ, đến khi họ chết, đem theo những gì? Mày nói tôi nghe, nổi không trơn rồi. Tôi thấy anh với vợ tôi nạp lắm đó, hai người hùng làm đi, cái gì? Tôi tự rút lui. Ê, bạn ơi, nói cho bạn nghe nha, bạn đừng có ghen ẩu, ghen tỏ nha bạn. Tình này á là tình làng nghĩa xóm, tình này là tình huynh tình đệ, chứ không phải là tình tách tình. Cái nhau qua đâu? Có chuyện rồi. Chú Sáu à, con tỉnh dụ luôn rồi. Con coi cái mồi không đưa con giọt trước nha chú Sáu. Đứng lại ba. Cái gì vậy chú Sáu? Vậy cái vụ gì ai biết, tự nhiên nó nổi quạo kìa. Ba, không có gì đâu con. Cái dao của anh đâu? Tôi hỏi cái dao của anh đâu? Dao gì? Không tin hỏi chú Sáu không? Chứ sáng giờ tao qua mình không hả? Hồi nãy nó qua tay không á. Tao tôi thấy kìa. Tôi nói là có. Anh chặt đi, anh chém đi. Tao thề nha, tao thề có trời đất chứng minh tao nghe. Không phải lúc nãy anh nói với tôi là mở du lịch là để chặt, để chém họ đúng không? Tôi không thích làm kiểu đó. Trời ơi, thật ra mày giận tao chuyện đó hả? Mày làm tao hốt mệt hốt chiếu vậy. Cái thằng Phong nó nói đúng rồi đó, tư tình à. Làm ăn làm du lịch mà cứ lo nghĩ chặt chém người ta hoài làm sao đặng. Chú Sao, nếu mà con nói vậy là con sai không chú Sao? Chứ còn gì nữa Phong, nếu mà tao nói vậy là tao bậy đúng không Phong? Thì mày phạt tao đi. Mày vô mày lấy rượu nè, lấy bia nè, mày ra mày phạt tao đi. Chứ mày đừng có nạt nộ, mày ghen bóng ghen gió đập hết hôn hết vía mày. Nghe lời chú Sáu đi anh. Đúng rồi đó bà. Cái nhà này ba đời gìn giữ hơn trăm năm rồi, vậy mới gọi là nhà xưa. Chỗ thờ phượng trang nghiêm dòng họ, chứ không thể để người lạ vào ra được. Phong à, cháu có biết không, nhà sự trang nghiêm cổ kinh Việt Nam mình nên nữ cách trên tam quan trải nghiệm những điều hay, họ rất tôn trọng văn hóa địa phương, văn hóa bản địa tâm linh này. Nhưng tôi không thích sống cảnh bon chen danh giật. Anh Phong ơi, đất còn đầy ấp kỷ niệm dân dương, từng ngày nỗi ta khôn lớn như chỉ cầu mỹ thuận quê hương dương dây dài khổ lao nỗi dài mơ không tan bước đi lên, mình phải chung tay trang điểm
làm giàu mà nó không thèm đếm xỉa mình ghê. Cũng có là chuyện đó, nhưng mà tư tình nè, đừng có chọc nó nữa à mày. Mà chú mày làm cái gì dữ vậy? Tính ăn thịt tôi hả? Xuống đâu ra, nằm nhậu đi. Thôi Tình à, chú đang bạc chị đang du lịch xong, con đang nằm thầm tìm hiểu đi càng hơn. Có thuận tiện á, còn không gặp ít khó khăn. Khách nhậu nhẹ thì dễ, mà khách nước ngoài thì vẫn dễ và ngôn ngữ tiện á. Một chỗ á, vợ của mày Tình là thợ nấu ăn, còn con Lan con của mày á thì nó giỏi đàn hội tiếng Anh đó. Cháu gái là trời, cái mùi còn thơm cái mùi sầu riêng nữa. Anh xã, nhỏ ơi, nhỏ nhỏ mày. Anh xã, trời ơi, tao nói nhỏ. Anh xã chịu hồ, anh xã. Ấy trời đất ơi, cái thằng quỷ này nó lộ luôn, nó làm tôi nổi da gà. Thôi trời đất ơi, để con bàn tiếng với chú Sáu nha, chứ là anh Tư Tình không xảy con gái nghe tôi có được không? Sao? Mình làm du lịch với mô hình thân thiện. Mình cho khách vào vườn hái trái cây. Rồi mình cho khách câu cá, mình hướng dẫn khách đổ bánh xèo, bánh cọp, đổ bánh bò. Đúng, làm chè cho nước nữa, thấy không? Đúng rồi, mình phải làm như vậy để cho khách du lịch tới. Tự làm nè, tự chế biến nè, tự ăn nè, tự trả tiền nè, rồi tự không chê. Tụi nói bậy xin rồi tôi ghê vậy. Không, từ hồi nãy giờ mày vào đây á, cái câu này mày nói hay nhất trong ngày nè Tư Tình à. Hố về. Ba, vậy là ba chịu rồi đúng không ba? Chưa chắc đâu nghe con gái. Cái gì nữa vậy? Cái gì nữa vậy mày? Cái gì ông bẻ chĩa hoài vậy ông, không nhà xưa. Ông Sáu với chú Tư biết tại sao không? Sao vậy con? Ba con á, chê con rồi con gái cù lao. Tại sao? Học dở tiếng Anh. Nhưng mà xin lỗi ba nha, con còn biết hát giọng cổ bằng tiếng Anh nữa. Được không con? Được không con? Con gái kinh của má, bữa nay con trổ tài cho ba con biết. Hát con đầu hát cho ba nghe. Mạnh đi con. Ngồi không? Tình cả nhà hãy lắng lặng chịu đựng mà nghe. Nó hát mà kêu mình chịu đựng. Hồi nãy là gì vậy con? Hồi nãy là anh yêu đó chứ ta. Anh yêu là love, beautiful. Anh ngồi xuống đi nghe con gái. Đu vô đôi
chữ so mít nữa hả? Này ước từ này I cannot live so. Hay như vậy, hay vỗ tay ghê. Mời món mà có du khách Tây về mà chạc tuổi con. Nó nghe con ca tài tử bằng tiếng Anh vậy, nó hốt con về bển luôn thế. Trời đất quỷ thần ơi, tôi nói không đúng sao? Mời món mà du khách phương Tây người ta về, nghe ca mà tài tử cải lương bằng tiếng Anh như vậy, người ta sẽ hiểu liền, chứ mình đâu cần phiên dịch nữa. Còn ai hay quá vậy ta? Còn phải hỏi nữa chứ. Còn cái việc nhà vườn mình á, lâu kéo khách ở bến tàu, ở xe ôm, giá cả chặt chém, bây giờ mình phải tính sao đây? Chú Sáu, nấu vào phòng rồi biết chú Sáu. À, cái chuyện này để tao, thấy không? Cái chuyện này á, nhà nước, phải không? Liên kết tới nhà vườn, niêm yết giá cả, không còn làm phiền du khách nữa đâu không à, thấy không? Để cho du khách đến quê hương mình còn dương vấn tình đất cù lao nữa chứ mày. Như vậy mới là phải.